Trong các tập tiếp theo của Mùa Hoa Tình lại sẽ xuất hiện một người phụ nữ mới xen vào mối quan hệ đang tốt dần lên giữa Lệ và Đồng. Sau nhiều sóng gió, Lệ từng muốn rời quê một lần nữa nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định ở lại và làm cho đám người hại cô phải trả giá. Lệ không thể ngờ rằng người cô coi là bạn thân nhất Tuyết lại có công trong việc hại đời mình 10 năm trước. Điều tệ hơn, Lệ còn phát hiện ra Tuyết làm tất cả chỉ vì muốn được ở bên Viện, chứ không phải vì ai xúi giục, ép buộc cô như lời cô nói. Chứng kiến Lệ trải qua nhiều biến cố từ khi về làng, Đồng dần có thiện cảm với cô hàng xóm. Những lúc Lệ gặp nguy hiểm nhất đều có Đồng xuất hiện kịp thời giải cứu. Đồng cũng ủng hộ Lệ việc trả thù và sẽ đồng hành với cô trong những tháng ngày tiếp theo. Ở tập 17 Mùa Hoa Tình Lại, Việt đã lựa chọn ra đi, bỏ lại Lệ. Lệ cảm thấy buồn nhưng cũng thương Việt, trong khi đó Đồng lại phán Việt là thằng hèn, có tí chuyện đã trốn. Giờ đây, khán giả càng có thêm hy vọng Lệ và Đồng sẽ nên duyên trong phần sau của phim. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Trong một trích đoạn được hé lộ, ở các tập phim sắp tới, giữa Đồng và Lệ sẽ có thêm sự xuất hiện của người thứ ba do diễn viên Thu Hoài thể hiện. Có lẽ đây chính là vợ cũ của Đồng, mẹ bé Ngân. Nhân vật của Thu Hoài sẽ có cuộc chạm trán với Lệ ngay khi vừa xuất hiện. Khi vừa nhìn thấy bố con Đồng, cô bỗng quay mặt đi lảng tránh và có phần sợ hãi. Trong những tập đầu phim, vợ cũ của Đồng dù chưa xuất hiện nhưng cô hiện lên là một người phụ nữ không ra gì, khiến Đồng ghét cay ghét đắng. Năm xưa, Đồng bị vợ cắm sừng rồi bỏ lại con gái cho Đồng chăm sóc mà bỏ đi theo người tình. Kể từ đó, Đồng căm ghét tất cả phụ nữ, tính tình ngày càng trở nên cục xúc. Đồng còn cấm không cho con gái được làm điệu, không được mặc váy. Ngày Lệ mới về làng, Đồng cũng chẳng ưa gì cô gái này. Khi Lệ trò chuyện với bé Nhân và tặng cô bé một chiếc váy, Đồng vừa trông thấy con gái ăn mặc khác thường vội nổi giận, xé váy của con khiến cô bé vô cùng tủi thân. Nhưng lâu dần, khi tiếp xúc nhiều với Lệ, Đồng nhận ra Lệ không phải người xấu và con gái anh cũng cần có một tuổi thơ đẹp vì không có mẹ ở bên đã là một nỗi khổ với những cô bé ở tuổi Ngân. Càng về sau, Đồng càng quyết liệt hơn khi thể hiện tình cảm với Lệ. Lệ cũng nhận ra sự thay đổi của Đồng và còn bị Hoa cô em họ trêu chọc khi thấy Lệ được Đồng quan tâm. Giữa lúc tình cảm của Lệ và Đồng đang có tiến triển, việc vợ cũ của Đồng quay về sẽ gây khó khăn gì cho cặp đôi? Liệu rằng Lệ có tiếp tục gặp sóng gió, lận đận trong tình duyên? Cách đây ít ngày, nữ chính Thanh Hương lại dí dỏm hé lộ lý do Lệ và Đồng không thể nên đôi khi đăng tải bức ảnh cùng với bạn diễn Duy Hương kèm theo lời nhắn: "Xin lỗi fan của anh Đồng nhé, mình có lý do để không đến với anh ấy các bạn ạ."
Hóa ra đó là bức ảnh mà Duy Linh thể hiện sự nữ tính của mình và nhìn anh với Thanh Hương giống như hai chị em gái hơn là người yêu. Chia sẻ của Thanh Hương khiến khán giả thích thú. Chuyện tình của Lệ và Đồng sẽ như thế nào và diễn biến các tập tiếp theo ra sao? Mời các bạn cùng dõi theo các tập của Mùa Hoa Tình Lại vào 21:30 thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần trên kênh VTV3. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.